Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Quá giới đánh nhau với tên yêu tình ngân giác ở trên núi đến độ 20 hiệp vẫn không phân thắng thua. Lúc đó máu nóng bát dưới đã bốc lên. Nó trọng tài múa đinh bàn luôn miệng gào thét. Làm cho yêu tình cũng có phần sợ sệt. liền ngoảnh đầu gọn bàn tiểu yêu cùng xô tới Kể ra nếu một đánh một cần đỡ Nhưng khi trông thấy bọn tiểu yêu ùa cả đến Chàng ngốc cuống cả chân tay lên Đánh đỡ không nổi nữa Định quay đầu bỏ chạy Nhưng lại gặp phải đường lối gập ghềnh Mãi tháo chạy Bị dây mây dế mái quấn chặt lấy chân Vừa gỡ ra được Thì lại bị ngay một tên tiểu yêu Nằm ngang giữa lối ngang chân Bát giới ngã sấp mặt xuống Như kiểu chó ngoạm phần cả lũ tiểu yêu ùa lại giữ chặt đứa túm tóc gáy đứa sạch tai, đứa nắm cẳng đứa kéo đuôi lôi tuốt về trong động tên yêu tinh bắt được bát giới đem về trong động nó với kim giác thưa anh bắt được một tên mang về đây rồi lão kim giác hí hừng đi đến xem nhưng lại lắc đầu nói ngày anh em bắt nhầm rồi nghe thế bắt dưới lễ phép nói thưa đại vương bắt nhầm thì còn giữ tôi làm gì nhưng ngân giác lại nói với kim giác thưa anh không nên tha hắn nhá tuy không dùng được nhưng hắn cũng làm một bọn cùng với đường tăng đem ngâm nó xuống dưới ao sạch ở mé sau cho rụng hết lông đi rồi sát muối đem phơi khổ chờ đến khi nào mưa dầm gió bấc đem nhắm cũng được bọn tiểu yêu vương lệnh khiêng bát giới quẳng xuống ao. Trong khi bát giới bị nạn, đằng này đường tăng đang ngồi ở sườn núi, cứ thấy máy mắt nóng tai bèn lên tiếng gọi. Ngộ không? Ngộ năng lần này đi tuần núi, sao mãi không thấy về? Sư phụ vẫn chưa hiểu tâm trí của chú ta. Sư phụ ạ, à, nếu núi này có yêu tinh thì một bước y cũng đi không lọt. Chắc là không có ma Đường lối bình yên Nên y cứ thẳng đường đi tuột đấy Nếu quả như thế Thì ta sẽ gặp ngộ năng ở đâu Sư phụ đừng lo Người cứ lên ngựa đi Chàng ngốc tính thường biếng nhác Chân đi thiếu thật Sư phụ cứ phóng ngựa dạo bước một chút Nhất định sẽ đuổi kịp đấy Nói xong đến đỡ đường tăng lên ngựa Sa tăng quẩy hành lý còn hành giả thì đi trước dẫn đường sau khi đã bắt được bát giới hai tên yêu tinh ngân giác và kim giác lại bàn nhau phải bắt nốt ba thầy trò đường tăng thế là ngân giác vội vàng điểm thêm 50 tên tiểu yêu đi dình bắt đường tăng xa xa tên ngân giác đã nhìn thấy đám mây lành ở trên đầu đường tăng nó liền lấy tay trỏ cho bọn tiểu yêu xem lúc này đường tăng đang ngồi trên mình ngựa bỗng thấy rùng mình Tên ngân giác trỏ luôn ba lần, thì đường tăng cũng dùng mình luôn ba cái. Thấy lạ quá, đường tăng liền nói, Đồ đệ ạ, làm sao ta cứ dùng mình luôn thế này? À, chắc là sư phụ đi vào nơi rừng sâu núi cao, tất nhiên trong lòng sợ hãi. Đừng lo, để lão tôn đi cho một đường thiết bóng cho thầy đó sợ. Nói xong, hành giả liền giơ gậy ra, đi mấy đường trước đầu ngựa trên ba dưới bốn tả năm hữu sáu vận dụng thần thông theo đúng lục thao tam lược tên yêu tinh đứng ở trên núi nhìn thấy hành giả múa cần thiết bổng đi trước mở đường khiến hắn ta kinh nín nỗi suýt nữa là ngã lăn ra thất thanh kêu lên úi chả trước chỉ nghe tiếng về tôn hành giả bây giờ xem ra quá là ghê gớm thật mà muốn ăn thịt đường tăng chắc là không thành rồi." Ngân Giác vừa nói xong thì thấy có một tên tiểu yêu đứng ra nói. "Ngân Giác đại vương ạ, à, nếu người không đủ tài năng thì thôi, để chúng tôi về báo với Kim Giác đại vương điểm hết yêu binh trong động ta. Vậy thành thế trận thì chúng còn lọt vào đâu?" Nghe tiểu yêu nói thế, Tin Ngân Giác lấy lại tinh thần nói, "Không phải là ta sợ hắn." thịt đường tăng tất phải ăn có điều là chưa được bắt ngay bây giờ bọn tiểu yêu liền hỏi như vậy thì còn mấy năm nữa hả đại vương cũng chẳng phải mấy năm đâu xem chậm. như lão đường tăng này chỉ nên dùng mẹo mà bắt lấy bây giờ chúng bay hãy về cả động nhà nhưng không được nói cho kim giác đại vương biết nếu kinh động đến người tất nhiên bị lộ tiếng đầm làm nhỡ mẹo của ta. Ở đây, ta sẽ dùng phép biến hóa có thể bắt hắn được ngay. Bọn tiểu yêu vâng lệnh tản đi hết, còn mỗi mình ngân giác đi xuống núi. Nó nhao mình một cái, liền biến thành ra một đạo sĩ đứng tuổi, giả vờ bị ngã gấy chân nằm ngay ở mé đường. Miệng rền dĩ kêu cứu. Giữa lúc đó, Đường Tăng, Tôn Đại Thánh và Sa Tăng đang đi trên đường rừng. Bỗng nghe thấy tiếng người kêu cứu. Tam Tạng liền quay lại nói. Lạ quá, ở nơi rừng rậm hoang vu này, bốn phía không có thôn xóm, người nào lại kêu cứu thế? Đường Tăng quay ngựa trở lại gọi to. Người mắc nạn là ai? Ở đâu? Hãy ra đây nào! Yêu tinh ở trong bụi cỏ chui ra, đứng trước ngựa đường tăng khúm lúm sụp lại. Đường tăng ngồi trên ngựa nhìn thấy y là đạo sĩ, lại già nuôi tuổi tác, trong lòng không nỡ. Vội vàng xuống ngựa đứa dậy nói, Người hãy đứng dậy nào. Ôi trời đau quá. Yêu tinh thả vờ kêu lên. Đường tăng buông tay ra, nhìn thấy máu chảy ở chân, kinh sợ hỏi. Thưa tiên sinh, Người ở đâu tới Sao chân người lại bị thương thế kia Yêu tinh liền bịa chuyện nói dối Thưa sư phụ Ở phía tây núi này có một tòa quán vũ thanh nhã Ờ ừ, tôi là đạo sĩ ở quán ấy mà Người lại không ở trong quán cung phụng đèn hương diễn tập kinh pháp Sao lại đi chơi rong ở đây Yêu tinh lại bịa tiếp vì hôm kia nhà thí chủ ở phía nam núi có mời đến lễ giàng sao cầu phúc. Chiều hôm qua, hai thầy trò chúng tôi đương đi đến chỗ đường vắng, bỗng đầu bị một con mãnh hổ vằn vác mất đồ đệ của tôi. Bần đạo sợ chết khiếp đi không chạy được, ngã lăn ra đám đá lởm chởm dưới chân núi, bị thương ở chân, không đi về được nữa. Hôm nay thật là phúc tổ gặp được sư phụ. Dám mong sư phụ cứu lấy mạng thôi Xin trọng tạ ơn sâu Đường tăng cứ tưởng đấy là lời nói thật Nên liền nói với hắn Thưa tiên sinh Chúng ta là người cùng một số phận Tuy tôi là tăng nhân Người là đạo sĩ Áo mũ tùy khác Cái lẽ tu hành như nhau Tôi mà không cứu người Thì trái với lễ kẻ xuất ra đấy nhưng người lại không đi được thì cứu làm sao? Tôi đứng dậy còn không đứng được, húng hồ là đi đường. Thôi được, tôi có thể đi bộ, nhường ngựa cho người một lúc. Khi nào tới quán, người sẽ trả lại ngựa cho tôi. Nhưng tên yêu tinh lại trả lời là vì chân ngã bị thương nên không cưỡi được ngựa. Đường tăng nghĩ cũng phải, liền gọi xa tăng con buộc hành lý vào sau ngựa rồi cõng người đi một quãng vâng để con cõng yêu tinh vội quay đầu liếc nhìn nói thưa sư phụ tôi đã bị mánh hổ làm mất vía trông thế vị sư sắc mặt đen chạm lại càng sợ hãi không dám cho người cõng đầu tam tạng lại quay sang bỏ hành giả ngọ không con cõng người vậy Không ngờ hành giả lại luôn miệng trả lời Vâng, để con cõng Con cõng Yêu tình nhận rõ là hành giả Nên bằng lòng để cho cõng Không nói năng gì nữa Hành giả đến trước mặt Miệng tùm tỉm cười và nói Con ma khốn kiếp này Sao dám đến quấy ta Mi thử hỏi xem lão tôn năm nay bao nhiêu tuổi rồi những câu nói quỷ quyệt của mi đó chỉ dối được đường đăng chứ dối được ta ư ta nhận được mi là yêu tinh ở trong núi này địch ăn thịt sư phụ ta hử? sư phụ ta không phải là người tầm thường để mi ăn thịt được đâu yêu tinh nghe hành giả nói thế liền lúng cúng nói sư phụ hả à, tôi là con cháu nhà tử tế đi làm đạo sĩ ngày nay không may gặp tài ách hổ làng tôi tôi không phải là yêu tinh đâu mi đã sợ họ la sao không đọc kinh bắt đầu đường tăng vừa khi lên ngựa nghe thấy câu ấy liền mắng cái con khỉ này cứu một mạng người hơn xây bảy cấp phù đồ đã nhận cõng người ta thì cứ im lặng mà cõng đi lại còn nói cái gì kinh bắc đầu kinh nam đầu cơ Hành giả thấy đường đang nói như thế Đành phải chịu cõng Nhưng lại nói thêm Cũng may cho thằng này đấy Sư phụ ta là người từ bi hiếu thiện Lại có tính hay lấy mẽ bề ngoài Tao mà không cõng mày Người sẽ quả trách ta Ừ thì cõng Nhưng cần phải giao hẹn trước Khi nào muốn đại tiểu thiện phải báo ta trước nghe Chứ đừng có đái dầm lên lưng người ta Khai không chịu nổi lại làm vấn quần áo ta không ra được. Nói xong, hành giả mới đỡ hắn dậy, cõng lên trên lưng, cùng Đường Tăng và Sa Tăng theo đường cái đi tiếp. Đến những chỗ mấp mô khấp khỉnh, hành giả cố tình đi thong thả lại, nhường cho Đường Tăng đi lên trước. Đi được độ vài bốn dặm, khi sư phụ và Sa Tăng đã đi khuất xuống dưới hốc núi, hành giả liền nghĩ cách. Chẳng cần biết nó yêu tinh hay là người tử thế Đã từng này tối rồi có chết cũng đáng kiếp Quăng cho tòi sang nó đi Còn cõng làm gì Trong khi hành giả đương nghĩ cách quăng nó đi Thì yêu tinh đã biết tổng rồi Hơn nữa nó lại biết phép sai khiển Nó cứ nằm ở trên lưng hành giả Tay bắt quyết tụng niệm chân ngôn Đem một tòa núi tu di sơn đến từ trên trời Nhằm đầu hành giả ép xuống Hành giả vội vàng ngánh đầu sang một bên để cho núi đè lên bên vai phải. Rồi cười nói. Hé <laughs> con bố ơi, con định dùng phép ép mình gì để đè lão tôn thế hứ? Cái đó sợ quá gì? Chỉ có điều vừa phải vác nặng lại phải cõng con. Khạnh khạng khó đi. Thấy một quả núi yểm không nổi hành giả. Yêu tinh lại đọc thần chú đem thêm một tòa nga mi sơn đến đè xuống hành giả lại nghiêng đầu sang một bên để cho đè lên vai trái thế rồi đèo cả hai quả núi lớn chạy như bay đuổi theo sư phụ yêu tình thấy thế sợ quá mồ hôi mồ kê toát ra như tắm nhưng nó lại lấy lại tinh thần tụng niệm chân ngôn đem một tòa núi thái sơn đến nữa nhằm đầu hành giả nén xuống lúc này đại thánh đã yếu sức gần mền. Bất ngờ lại gặp phải nó làm phép đem cả một tòa thái sơn đè xuống, ép cho thần tam bành tan tác, phục xuống tại chỗ. Yêu tinh kia đã hóa phép đè yểm được hành giả, lại cưỡi làn gió to đuổi theo đường đăng. Y đứng trên từng mây thò tay xuống quắp luôn lấy người. xa tăng sợ cuống cuồng buông hành lý xuống, đưa cây bảo trượng hàng yêu chặt đầu ngăn lại yêu tinh cầm thanh kiếm thất tình đón đánh ở trước mặt tên yêu tinh múa thanh bảo kiếm đánh hết miếng nọ đến miếng kia lượn quanh thoang thoáng như sao bay khiến sa tăng phải nhốn cả người không chống nổi nữa sa tăng quay đầu tháo chạy bị nó đè chặt lấy bảo trượng cua bàn tay hộ pháp túm lấy cọp vào nách bên phải rồi bắt luôn đường tăng cọp vào nách bên trái lấy đầu ngón chân kêu lấy hành lý há miệng ngoạm lấy bờm con ngựa trắng dùng phép hút gió hóa ra một trận gió to bắt hết cả đem về trong động liên hoa thưa anh bắt được cả lũ sư về đây rồi vừa về đến động hắn đã kêu lên kim giác nghe tiếng rất mừng bắt đến đây xem nào nhưng sau khi đến xem kim giác lại nói chú em ạ à, lại bắt nhầm quách rồi ngân giác vội nói anh bảo bắt đường tăng đấy đây. Đường tăng thì bắt đúng rồi, nhưng vẫn chưa bắt được Tôn Hành Giả là một tay có nhiều phép thuật, cần phải bắt lấy y thì mới ăn thịt đường tăng được. Nếu chưa bắt được y, chớ nên đọc đến người đường tăng. Cái lão Mỹ Hồ Vân thần thông quảng đại kia biến hóa vô lượng. Nếu ta ăn thịt mắt sư phụ của nó, liệu y có cam chịu không? Nghe Kim Giác nói thế, Ngân Giác liền cười phá lên. <cười> Thưa anh, anh thì tân bốc nó như là kẻ trên trời hiếm có, dưới đất không ai. Nhưng theo tôi y cũng chỉ soan thôi. Tôi đã đem ba quả núi lớn đè yểm chặt đi, không còn cựa cậy được nữa đâu. Tên Kim Giác nghe nói thế, trong lòng rất mừng liền gọi bọn tiểu yêu mau đem ngay rượu ra đây ta sẽ chúc mừng nhị đại vương một chén rượu đắc thắng thưa anh hãy khoan uống rượu cho bọn tiểu yêu vớt bát giới ra khỏi nước mang treo lên thế là chúng đem bát giới treo ở gian bên đông sa tăng treo ở gian bên tây còn đường tăng treo ở gian giữa con ngựa trắng buộc vào trong chuồng hành lý đem để ở một nơi Xong nơi đấy Kim Giác lại nói với tên Ngân Giác Hiền đệ rất tài giỏi Hai lần bắt được cả ba gã sư Hiểm một nỗi là Lão Tôn tuy bị yểm ở dưới núi Cũng cần phải làm thế nào bắt cả y về đây Nấu một bữa hổ lốn cho ngon Tên Ngân Giác liền thưa Mời, mời anh cứ ngồi đấy Nếu muốn bắt tôn hành giả chúng ta bất tất phải động tay chỉ cần sai hai đứa tiểu yêu lấy cái hồ lô hồng vàng tía của tôi và cái bình ngọc mỡ dê của anh là gói đem về đây thôi nói xong liền gọi hai tên tiểu yêu là quỷ tinh tế trùng linh lợi đến dặn dò cách sử dụng hai bảo bối hai tiểu yêu cúi đầu lính bảo bối mang đi bắt hành giả vì tôn hành giả chủ quan và kiêu căng nên bị yêu tinh hóa phép yểm xuống dưới chân núi. Hành giả đã căm tức vô cùng, vừa phần cũng lo đến việc cứu sư phụ bị chắc trở, bèn lớn tiếng thét âm lên. Tiếng thét đó đã làm kinh động cả đến sơn thần thổ địa và các thần ngũ phương yết đế. Trong đó, kim đầu yết đế đến ngay chất vấn thổ địa. Núi này thuộc về ai? Ai đang bị yểm ở trên núi các người có biết không thổ thần cuống cả lên trả lời không biết là ai ạ à? thế ra các người không biết à người bị yểm đó là tề thiên đại thánh tôn ngộ không đấy nghe kim đồ ít đến nói thế sơn thần thổ địa mới hoảng sợ đáp quả thực là không biết đấy chỉ nghe thấy yêu tinh đọc thần chú sai núi chúng tôi liền dỡ núi rời đến chỗ này thôi có ai biết là yểm tôn đại thánh đâu các người đừng sợ trong luật có câu người không biết không bắt tội tôi bàn cho các người thế này tha cho y ra đừng để y phải đánh chúng ta thổ địa sơn thần cùng bàn bạc bà với ngũ phương yết đế xong cùng đến trước chỗ ba quả núi gọi đại thánh ạ à, có sơn thần thổ địa ngũ phương yết đế đến hầu hành giả lúc ấy hổ giặc hùng tâm vẫn giữ tiếng nói sang sảng đưa ra hầu ta có việc gì? Báo đại thánh biết cho, đã sai mở núi rồi, xin mời người ra, tha tội thất kính cho tiểu thần. Cứ mở núi đi, không đánh các ngươi nữa, mau lên. Nghe hành giả quá thế, các thần vội vàng tụng niệm chân ngôn, đem rời quả núi trở về chỗ cũ, tha hành giả ra. Hành giả đứng ngay người lên, phủi hết đất Thắt lại quần da hổ, lấy gậy như ý ở trong tay ra, gọi Sơn Thần Thổ Địa đến. Chia mắt cá chân ra đây, đánh cho mỗi người hai gậy để Lão Tôn đỡ bực. Các thần hoảng sợ nói. Mới rồi Đại Thánh đã bảo tha chúng tôi cơ mà, bây giờ sao lại thay đổi lời nói trước? Hành giả chỉ vào mặt Sơn Thần Thổ Địa lại nói. Các ngây giỏi nhỉ, không sợ Lão Tôn lại sợ tên yêu tinh thừa đại thánh yêu tinh thần thông quảng đại pháp thuật cao cường nó niệm chân ngôn thần chú bắt chúng tôi vào trong động mỗi ngày một người thay phiên túc trực đó nghe thích sơn thần thổ địa kể thế hành giả hết nỗi kinh ngạc liền lớn tiếng kêu lên thật bắt nạt người ta quá thể lão tôn đây dù đã đại não thiên cung xứng danh tề thiên đại thánh cũng chưa từng nỡ lòng